Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Anh Football. Trước khi chúng ta đến với phần phân tích câu chuyện chi tiết được kể trong video này, đừng quên ấn subscribe kênh và nhớ ấn chuông để được nhận những video mới nhất liên quan đến thế giới túc cầu mỗi ngày. Trước năm 1996, người ta chưa hề biết đến khái niệm siêu dự bị, những cầu thủ không đủ giỏi để đá dự bị. Có những cầu thủ buộc phải dự bị vì chiến thuật không phù hợp hay bị phạt, nhưng lại có cầu thủ thích ngồi dự bị. Ole Gunnar Solskjaer dành cả thanh xuân để ngồi dự bị, chưa có một ai đến mức thành huyền thoại như anh. 11 năm ở Old Trafford, anh chưa từng xem là cầu thủ chính thức nhưng lại là cầu thủ không thể thay thế, sát thủ có gương mặt trẻ thơ. Ole Gunnar Solskjaer sinh ngày 26 tháng 2 năm 1973. Anh sinh ra tại thị trấn ven biển Kristiansand, Na Uy. Ole Gunnar Solskjaer nổi khắp thị trấn nhỏ này khi anh là cậu bé tiểu học với tài năng chơi bóng thiên phú. Solskjaer xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo Groningen và gây ấn tượng tại Cúp Osta lúc 17 tuổi với 17 bàn thắng trong 6 trận. Sau đó ông gia nhập MU vào năm 1995 và ghi được 20 bàn trong mùa giải đầu tiên ở giải ngoại hạng Na Uy. Sau chứng kiến khả năng săn bàn ấn tượng thì ngày 29 tháng 7 năm 1996, ông gia nhập Manchester United. Với phí chuyển nhượng 1.5 triệu bảng Anh, là một trong hai tiền đạo nằm trong kế hoạch mua sắm của MU, người kia là tiền đạo của Blackburn Rovers và đội tuyển Anh Alan Shearer, người sau đó gia nhập Newcastle United với mức phí kỷ lục thế giới 15 triệu bảng. Anh là tiền đạo duy nhất đến Old Trafford năm đó. Trong mùa giải đầu tiên tại MU, anh được nhiều người dự đoán như một phương án thay thế bất đắc dĩ cho Eric Cantona và Andy Cole khi chấn thương và chỉ thỉnh thoảng có cơ hội chơi trong đội hình chính thức. Ole nói ông sẽ là một phần quan trọng của đội 1 chứ không phải chỉ để ngồi dự bị, và cũng sẽ chứng minh mình là một trong những cầu thủ giá rẻ nhưng xuất sắc nhất của giải. Ông đã không gây thất vọng khi bắt đầu sự nghiệp của mình tại Manchester United, ghi được bàn thắng đầu tay của mình trong vòng 6 phút khi vào sân để thay David May trong trận đấu với Blackburn Rovers tại Premiership mùa giải năm 1996 đến năm 1997. Solskjaer ghi được 18 bàn thắng sau 33 lần ra sân, 25 trận được xuất phát đá chính cho Manchester United tại Premier League mùa giải đầu tiên, giúp Manchester United giành được danh hiệu trong những tuần cuối cùng của mùa giải. Mùa giải năm 1997-1998, mùa giải Man United để tuột mất chức vô địch Premier League vào tay của Arsenal, và là mùa giải trắng tay của Man United, Solskjaer chỉ ghi được 6 bàn trong 22 lần ra sân, 15 lần đá chính trong mùa giải thứ hai của anh. Mùa giải năm 1998 đến năm 1999, một trong những chiến công ấn tượng nhất của đó chính là anh ghi đến 4 bàn thắng chỉ trong 12 phút giúp Man United đại thắng Nottingham Forest với tỷ số 8-1. Đây được coi là một trong những trận đấu ấn tượng nhất của Solskjaer. Manchester United giành cúp ngoại hạng Anh ngày 16 tháng 5, ngày cuối của mùa giải, khi thắng ngược Tottenham Hotspur với tỷ số 2-1. Solskjaer vô địch cúp ngoại hạng Anh chỉ trong 3 mùa. Solskjaer xuất phát trong đội hình chính ở trận chung kết cúp FA 1999, ông chơi hết cả trận đó. Chung cuộc Manchester United thắng với tỷ số 2-0 và hoàn tất cú ăn hai cúp nội. Vào ngày 26 tháng 5, Manchester United chạm trán câu lạc bộ Đức Bayern Munich trong trận chung kết UEFA Champions League 1999 tại sân Camp Nou. Mario Basler mở tỷ số từ tình huống đá phạt trực tiếp ở phút thứ 6 giúp Bayern Munich dẫn trước. Trong thế đuổi tỷ số, Teddy Sheringham được vào sân từ phút 67 trong khi Solskjaer thay thế Andy Cole ở phút thứ 81. Cầu thủ người Na Uy đã ghi một bàn thắng quyết định vào những phút bù giờ cuối. Cùng với Teddy Sheringham đã giúp Manchester United giành cú ăn 3 danh hiệu lịch sử và là màn lộn ngược dòng kỳ vĩ nhất lịch sử bóng đá thế giới. Mỗi khi xem lại bàn thắng này, người hâm mộ Man United không khỏi xúc động đó, nhưng anh không phải trở thành huyền thoại bằng khoảnh khắc xuất thần đó. Solskjaer kết thúc mùa giải với 12 bàn trong 19 trận ra sân. Mùa giải năm 1999 đến năm 2000, anh cùng Man United bảo vệ thành công danh hiệu ngoại hạng Anh và bị loại ở tứ kết UEFA Champions League trước Real Madrid. Nhưng thất bại trong việc ghi bàn và chung cuộc United bị loại khỏi giải sau tổng tỷ số 3-2. Ông kết thúc mùa giải với 12 bàn sau 28 lần ra sân, 15 lần đá chính. Mùa giải 2000 đến 2000, một số cơ hội ra sân của Solskjaer bị hạn chế trong các trận đầu tiên. Manchester United vô địch danh hiệu ngoại hạng Anh vào tháng 4 lần thứ 3 liên tiếp của họ và là lần thứ 4 Solskjaer ẵm chiếc cúp. Solskjaer ghi được 10 bàn trong mùa giải này sau 31 lần ra sân. Sau vài năm chơi ở vai trò của một siêu dự bị,
Solskjaer có cơ hội ra sân ngay từ đầu trong mùa giải năm 2001-2002, đá cặp với tiền đạo người Hà Lan Ruud van Nistelrooy. Ông lập tức nắm lấy cơ hội với sự sắc bén đặc trưng trong khâu ghi bàn, buộc Andrew Cole và Dwight York phải ngồi trên ghế dự bị. Solskjaer giúp Manchester United tiến sâu vào vòng bán kết UEFA Champions League sau khi ghi hai bàn vào lưới Deportivo de La Coruña trong trận thắng 3-2 của Manchester United. Anh góp mặt trong đội hình chính khi Manchester United chạm trán với Arsenal vào ngày 8 tháng 5, nhưng không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Các pháo thủ hạ Manchester United với tỷ số 1-0 ngay trên sân Old Trafford và vô địch ngoại hạng Anh. Ông kết thúc mùa giải với 17 bàn sau 30 lần ra sân, 23 trận đá chính, là mùa giải ghi bàn nhiều nhất của ông kể từ khi ra mắt câu lạc bộ lần đầu tiên. Mùa giải năm 2002-2003, sau khi cả hai cầu thủ Andrew Cole và Dwight York đã rời Old Trafford, Solskjaer phải cạnh tranh một suất trong vị trí tiền đạo chính thức với Diego Forlán và Van Nistelrooy. Tuy nhiên, Ferguson đã để Van Nistelrooy và Paul Scholes làm bộ đôi tiền đạo phía trước hoặc chỉ sử dụng một tiền đạo duy nhất ở phía trên, có nghĩa rằng cơ hội cho anh ra sân đã bị hạn chế đi rất nhiều. Vào đầu mùa giải năm 2003-2004, Solskjaer là cầu thủ chạy cánh phải số 1 của Manchester United. Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối trong trận đấu với Panathinaikos vào ngày 16 tháng 9 năm 2003 đã khiến Solskjaer ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu ròng rã cho đến tháng 2 năm 2004. Để tiếp tục biểu lộ sự ủng hộ của họ, những người hâm mộ đã dán những tấm biểu ngữ trên khán đài Stratford End của sân Old Trafford với dòng chữ 20 Legend. Solskjaer cũng đền đáp lại tấm lòng người hâm mộ bằng cách trở thành một người bảo trợ của Hiệp hội những người ủng hộ Manchester United Supporter Trust, MUST, trước đây là Shareholder United. Trong suốt 11 năm cống hiến cho Quỷ Đỏ, anh đã ghi tới 126 bàn sau 366 trận đấu. Nhiều người nói rằng anh hài lòng với vị trí ngồi dự bị, thật ra là không. Và nếu kể ra cầu thủ trung thành bậc nhất lịch sử Man United thì cái tên Ole Solskjaer. Sau chiến tích mùa năm 1998 đến năm 1999, rất nhiều đội bóng đã trải thảm đỏ mời anh về, nhưng anh đã lắc đầu chỉ muốn ở lại Man United để ngồi dự bị. Anh chấp nhận vai trò đó vì có hai lý do, một là tình yêu với Man United, hai là tình đồng đội. Đó là lý do các fan Man United không thể yêu mến chàng tiền đạo mang số áo 20 này được. Từ khi đặt chân đến Anh Quốc, cuộc đời của anh chỉ gắn liền với băng ghế dự bị. Và cứ hệ vào sân là nhà phân tích kiêm dự bị này không mất quá nhiều thời gian nhìn ra điểm yếu đối phương. Nhưng ông trời không cho ai tất cả. Chấn thương đã lấy đi tất cả những gì anh có, phải đến 4 năm anh mới bình phục được chấn thương và trở lại ở tuổi 35 thì chân sút người Na Uy nói lời chia tay với Quỷ Đỏ và cũng khép sự nghiệp cầu thủ đầy thăng trầm. Anh trở về Na Uy dẫn dắt đội bóng cũ và có hai chức vô địch ngoại hạng Na Uy. Solskjaer xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia Na Uy ở một trận giao hữu với Jamaica vào ngày 26 tháng 11 năm 1995. Một vài tháng trước khi ông gia nhập Manchester United, Solskjaer đã chơi trong cả hai giải FIFA World Cup 1998 và Euro 2000 cho đội tuyển quốc gia Na Uy. Ông đã thành lập một mối quan hệ đối tác sợ với đồng đội ở đội tuyển và là cựu tiền đạo Chelsea Tor André Flo, được coi là một trong những quan hệ đối tác nổi bật nhất trong lịch sử của Na Uy. Sau thời gian dài của ngồi ngoài vì chấn thương, ông đã trở lại trong một trận đấu đầy đủ của mình vào ngày 2 tháng 9 năm 2006 khi Ole Gunnar ghi thắng bàn đầu tiên cho mình và cũng là cuối cùng trong trận thắng 4-1 với Hungary ở vòng loại Euro 2008. Đó cũng là lần cuối cùng ông ghi bàn cho đội tuyển quốc gia và tổng cộng ông có 23 bàn thắng trên đấu trường quốc tế. Ông đã xuất hiện lần cuối cùng trong màu áo Na Uy với Croatia trong tháng 2 năm 2007. Kết thúc kỷ lục 67 trận ra sân của mình, Ole Gunnar Solskjaer là câu nói minh chứng nổi tiếng nhất của Sir Alex: trận đấu kết thúc khi nó diễn ra như thế nào, chứ không phải khởi đầu ra sao. Hơn 16 năm khi Ole Gunnar Solskjaer giải nghệ thì bóng đá chưa tìm được người thứ hai, mà thật ra làm gì có. Mà trước khi anh đến Man United thì chẳng có cầu thủ nào như vậy cả. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu video hay thì cho mình xin một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình ạ. Còn bây giờ xin chào, hẹn các bạn trong các video sau.